Sáng ngày 23 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng hủy nổ thành công quả bom từ trường ở thôn La Lây, xã A Ngo, huyện Đắc Rông, tỉnh Quảng Trị. Trước đó sáng ngày 22 tháng 10, do mưa to, một quả bom phát lộ ở dưới suối sát quốc lộ 15D và được người dân đi làm rẫy phát hiện. Quả bom cách khu vực cửa khẩu quốc tế La Lây khoảng 2 km Nhận tin báo, sáng ngày 23 tháng 10, lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị lên khu vực biên giới để xử lý quả bom. Quả bom này được xác định là bom từ trường cực kỳ nguy hiểm, ký hiệu MK36, nặng 240 kg. Bên trong chứa 80 kg thuốc nổ, dài 1,5 m, đường kính 0,27 m, bán kính sát thương 1.500 m. Đây là vật liệu nổ sót lại từ chiến tranh. Quả bom không được phép di chuyển, phải hủy nổ tại chỗ, Phối hợp với địa phương, các lực lượng tổ chức chốt chặn các con đường, thông báo cho nhân dân hai khu vực biên giới tiến hành di dời dân đến nơi an toàn. Đặc biệt do quả bom nằm sát với quốc lộ 15D nên tuyến quốc lộ này bị chặn lại trong 45 phút để hủy nổ. Đến 10 giờ 45 phút cùng ngày, công binh đã hủy nổ thành công quả bom tại chỗ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.